Xin kính chào quý cô bác, anh chị và các bạn đang xem video trên kênh Gia Dụng Tốt, chuyên mục tư vấn sức khỏe cho mọi người, được phát sóng hàng ngày trên kênh YouTube Gia Dụng Tốt. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng với lại kênh Gia Dụng Tốt trong suốt thời gian qua. Còn ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với lại bản tin chuyên mục tư vấn sức khỏe của ngày hôm nay. Mạch máu quyết định tuổi thọ. Cụ bà 103 tuổi, dưỡng mạch máu trẻ hơn 40 năm nhờ 2 điều nhiều và 1 điều ít. Bác sĩ cho biết mạch máu của bà trẻ như những người ở độ tuổi 60, nghĩa là ít hơn tuổi thật 40 năm. Tuổi thọ là một món quà lớn nhất của cuộc đời mà ai cũng mong muốn có được. Các chuyên gia y tế phân tích, bệnh tật là yếu tố ảnh hưởng lớn nhất đến tuổi thọ, đặc biệt là bệnh tim mạch. Theo thống kê của WHO, số người mắc bệnh tim mạch trên thế giới chiếm 1/3 tổng dân số. Số người tử vong vì bệnh tim mạch và mạch máu não mỗi năm lên đến 17 triệu người. Người Trung Quốc xưa vẫn thường nói tuổi thọ của con người được quyết định bởi các mạch máu. Điều này có cơ sở khoa học. Vậy vì sao mà mạch máu lại quyết định tuổi thọ? Thì sau đây, kính mời quý cô bác, anh chị hãy cùng kênh Gia Dụng Tốt đi tìm hiểu nguyên do. Giáo sư Hu Daoyi, một chuyên gia nổi tiếng về bệnh tim mạch và mạch máu não ở Trung Quốc, chia sẻ: mạch máu càng lão hóa, cơ thể càng già nhanh. Khi mạch máu già đi, các cơ quan trong cơ thể sẽ gặp phải những cái thay đổi bất thường. Từ sự lão hóa của mạch máu sẽ gián tiếp làm tổn thương nhiều cơ quan khác. Cuối cùng, dẫn đến 5 mối nguy hiểm lớn nhất. Đó là gây ra các bệnh về tim mạch và mạch máu não, nhồi máu cơ tim cấp tính đột ngột có thể là gây nguy hiểm đến tính mạng bất cứ lúc nào, xuất hiện não có thể xảy ra bất cứ lúc nào và không thể ngăn ngừa được, giãn tĩnh mạch và ảnh hưởng đến việc đi đứng và đi lại, tắc mạch máu gây tổn thương tim, não, ảnh hưởng đến trí nhớ. Cụ bà 103 tuổi, dưỡng mạch máu trẻ hơn 40 năm so với tuổi thật. Tờ Yunnan đã đưa tin về một cụ bà sống thọ 103 tuổi tại Khai Phong, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Dù đã ngoài 100 tuổi, nhưng cụ Vương có thể là có một cái cơ thể chất tốt, tinh thần vui vẻ, miệng không ngừng mỉm cười. Bà có thể tự nấu cơm, chăm sóc cho mình mà không cần nhờ đến gia đình. Người trong làng thường hỏi bí quyết sống lâu của bà Vương là gì. Bà luôn mỉm cười và nói rằng có lẽ vì bà không mắc bệnh tim mạch. Kết quả khám sức khỏe cho thấy các chỉ số về tim mạch, mạch máu của bà Vương rất khỏe mạnh. Bác sĩ cho biết mạch máu của bà trẻ như những người ở độ tuổi 60, nghĩa là ít hơn tuổi thật của bà đến 40 năm. Điều đó càng khiến nhiều người quan tâm đến bí quyết sống thọ của bà. Trong một lần phỏng vấn thì bà Vương tiết lộ bản thân có thói quen hai nhiều một ít mà bà nhất định phải làm mỗi một ngày. Vậy, hai nhiều một ít là gì thì hãy cùng kênh Gia Dụng Tốt đi tìm hiểu. Thứ nhất, bà uống nhiều trà xanh. Suốt 70 năm qua, bà Vương đều duy trì thói quen uống trà. Hai loại trà bà yêu thích nhất đó là trà hoa cúc và trà xanh. Hoa cúc đem phơi khô, mang đi pha nước nóng sẽ có nước ấm trà, giúp ngăn ngừa mạch máu lão hóa, giảm bớt tổn thương. Còn trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa nên lại đem lại tác dụng ngăn ngừa sự phá hủy tế bào, phòng bệnh tim mạch, ung thư và ngăn ngừa quá trình lão hóa. Đặc biệt thì trà xanh còn có chứa caffeine giúp tinh thần sảng khoái, chống stress. Chất phenol có trong trà xanh giúp giải độc gan và giúp cho hệ tiêu hóa tốt hơn. Thức uống này cũng giảm thiểu nguy cơ mạch máu não bị tắc hoặc là bị vỡ. Thứ hai, luôn cười thật nhiều. Tinh thần sảng khoái vui vẻ là những từ miêu tả đúng nhất về con người bà Vương. Điều đó vô cùng tốt đối với sức khỏe tinh thần. Khi bạn có một tâm trạng vui vẻ, máu trong cơ thể sẽ lưu thông dễ dàng hơn, đặc biệt là ở mạch tim mạch và mạch của máu não, làm giảm cái tình trạng tắc nghẽn mạch máu. Bà ít làm điều gì? Đó là ăn ít đồ dầu mỡ,
chế độ ăn uống là yếu tố quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh tim mạch. Càng ăn uống lành mạnh thì cơ thể càng khỏe mạnh. Bà Vương rất ít khi ăn đồ nhiều dầu mỡ và đồ mặn. Chế độ ăn nhạt như vậy có thể hạn chế lượng chất béo, muối mà cơ thể tiêu thụ, từ đó giảm cholesterol và huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Ngoài ra, bà cũng là người rất thích ăn rau. Mảnh vườn rau nhỏ của bà là nguồn cung cấp rau xanh cho bà. Quanh năm bà không thiếu rau. Đây cũng là bí quyết quan trọng giúp mạch máu của bà khỏe mạnh. Thói quen sinh hoạt của cụ Vương là điều mà mỗi chúng ta nên học hỏi. Nếu muốn sống lâu thì ngay từ hôm nay bạn phải hành động. Trong video này thì kênh Gia Dụng Tốt tiếp tục gửi đến quý cô bác, anh chị một nội dung nữa, đó là độ tuổi trung niên. Trong độ tuổi từ 5 năm cho đến 6 năm là giai đoạn cực kỳ quan trọng, cần học được 4 thói quen chung của những người sống trăm tuổi để kéo dài tuổi thọ của quý cô bác, anh chị. Với những người vừa bước qua tuổi trung niên, nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm tăng cao, vậy nên cần chú ý đến sức khỏe và có nhiều thói quen lành mạnh hơn. Giai đoạn quyết định sức khỏe tuổi già. Một nghiên cứu trên tạp chí của Hiệp hội Y khoa Hoa Kỳ của các nhà khoa học Brigham and Women's cho thấy giai đoạn chuyển đổi giữa tuổi trung niên và tuổi già từ 5 năm cho đến 65 tuổi sẽ quyết định sức khỏe tương lai của một người. Với phụ nữ sau 55 tuổi, sức khỏe và chức năng thể chất sẽ bị suy giảm. Có nhiều bệnh đi kèm như là tiểu đường, tăng huyết áp, bệnh tim mạch, viêm xương khớp và loãng xương, nhất là trong giai đoạn mãn kinh, lượng estrogen tiết ra giảm, suy giảm nội tiết tố nữ. Phụ nữ dễ gặp các cái tình trạng như là tinh thần bất ổn, giấc ngủ kém. Cũng theo các chuyên gia y tế, sau 55 tuổi, nam giới dễ bị rối loạn giấc ngủ, chán ăn, mất cơ bắp, cơ thể có những dấu hiệu lão hóa, thậm chí là trầm cảm. Bên cạnh đó, nguy cơ mắc các bệnh như là tiểu đường, ung thư cũng tăng cao. Bởi vậy nên thời gian là từ 5 năm cho đến 6 năm tuổi là một thập kỷ quan trọng, cơ thể dễ suy nhược. Nếu trong giai đoạn này có thể giữ được sức khỏe, có nhiều thói quen lành mạnh thì khả năng sống thọ và sống khỏe về già sẽ cao hơn. 4 thói quen chung nên học hỏi của hơn 2.000 người trăm tuổi. Năm 2013, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc đã thực hiện khảo sát hơn 2.000 người trên 100 tuổi và phát hiện những cái điểm chung góp phần họ giúp họ sống khỏe, sống kéo dài tuổi thọ. Thứ nhất, đó là thích các cái thực phẩm từ đậu nành. Hơn 90% người trên 100 tuổi được khảo sát thích ăn các thực phẩm từ đậu nành như là sữa đậu, đậu phụ. Đậu nành rất giàu protein thực vật chất lượng cao, đồng thời cũng rất giàu canxi, phốt pho, lecithin, vitamin B và các chất dinh dưỡng quan trọng để bổ sung dinh dưỡng cho cơ thể người cao tuổi. Nhiều nghiên cứu cho thấy khả năng giảm cholesterol xấu của loại đậu này tốt cho tim mạch vì ngăn ngừa xơ vữa động mạch. Các cái thực phẩm từ đậu nành còn có thể ngừa loãng xương ở người cao tuổi, nhất là phụ nữ sau thời kỳ mãn kinh vì lượng canxi dồi dào. Sữa đậu nành cũng được coi là thần dược làm chậm quá trình lão hóa, khỏe da, đẹp tóc và hỗ trợ cân bằng nội tiết tố nữ. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng uống sữa đậu nành điều độ có lợi cho nam giới trong việc ngăn ngừa ung thư tuyến tiền liệt và các bệnh khác. Chăm uống nước. Số liệu khảo sát cho thấy hơn 70% số người trường thọ được khảo sát thích uống nước, có thói quen uống nước vào buổi sáng hoặc là uống trà. Thói quen này được đánh giá giúp giữ độ nhớt trong máu ở mức ổn định, dễ lưu thông hơn và đảm bảo an toàn cho sức khỏe tim mạch. Theo bác sĩ tiết niệu Mỹ David Sutterman, sau 50 tuổi, cơ thể dễ mất nước vì nhiều lý do. Vì vậy, cần uống từ 1,5 lít nước để tránh tình trạng mất nước mỗi ngày dẫn đến suy kiệt sức và suy thận. Vậy nên người trung niên, cao tuổi cần tập trung thói quen uống nước ngay cả khi không khát, nên uống nhiều vào ban ngày, buổi tối nên uống hạn chế để giảm số lần đi tiểu vào ban đêm, ảnh hưởng đến giấc ngủ của quý cô bác, anh chị.
Uống trà cũng là một đồ uống được nhiều người cao tuổi lựa chọn. Trà xanh dồi dào chất chống oxy hóa, có lợi cho tim mạch và nổi bật với khả năng chống viêm, cải thiện huyết áp cũng như là giảm cholesterol xấu. EGCG của trà xanh được chứng minh có tác dụng là ức chế sự phát triển các khối u, trong đó chất polyphenol trong trà có khả năng chống lão hóa mạnh gấp 18 lần so với vitamin E. Thói quen nữa đó là suy nghĩ cởi mở, sống lạc quan. 65% những người tham gia khảo sát cho biết họ có suy nghĩ lạc quan về cuộc sống và chỉ 5,8% cho biết họ có thường có ý nghĩ tiêu cực. Trên thực tế, sức khỏe tinh thần có mối liên hệ mật thiết với sức khỏe thể chất, ảnh hưởng đến tuổi thọ. Một nghiên cứu năm 2019 của Đại học Boston của Mỹ đã chỉ ra rằng cả đàn ông và phụ nữ lạc quan đều sống lâu hơn trung bình 11-15%. Những người sống lạc quan có thể giảm nguy cơ mắc bệnh trầm cảm và bệnh tim. Các tác giả của nghiên cứu nhận thấy rằng những người lạc quan có nhiều động lực hơn để duy trì sức khỏe tốt. Thói quen thứ tư đó là vận động điều độ, không làm quá sức. Khi nhắc đến thói quen tốt cho sức khỏe và tuổi thọ, thì nhiều người thường nghĩ tới việc chăm chỉ tập thể dục. Trên thực tế, chỉ 20% người trăm tuổi ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc được hỏi cho biết họ tập thể dục mỗi ngày. Còn lại không tập thể dục nhiều hoặc vận động bằng cách làm việc nhà, lao động sau khi nghỉ hưu. Điều này cho thấy việc tập thể dục quá nhiều chưa chắc đã tốt, mà thay vào đó nên vận động ở mức vừa đủ. Nhất là khi thể lực cũng như xương khớp của người cao tuổi đã yếu đi, dễ gặp chấn thương nếu mà vận động quá mức. Trên đây là những ý kiến, kiến thức, sức khỏe hàng ngày mà kênh Gia Dụng Tốt tổng hợp dành cho bạn. Kính chúc quý cô bác, anh chị luôn mạnh khỏe, sống trường thọ cùng con cháu. Cảm ơn quý cô bác, anh chị đã luôn tin tưởng và ủng hộ kênh Gia Dụng Tốt trong suốt thời gian qua. Hãy đăng ký kênh, hãy chia sẻ video và để lại quan điểm cá nhân của bạn ở ngay phía dưới video này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn lại!